Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu Quỹ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Theo công điện, thời gian nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày dễ làm gia tăng các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Rút kinh nghiệm từ đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phát huy tinh thần trách nhiệm với mục tiêu tất cả vì sức khỏe tính mạng của người dân tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tăng cường tổ chức thực hiện triệt để nghiêm ngặt có hiệu quả cao các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn các địa phương đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tăng cường thực hiện nghiêm triệt để dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần ai ở đâu ở đó tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, không để tình trạng người dân di chuyển ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh 2 tháng 9. Xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh. Các địa phương khác tăng cường áp dụng và thực hiện nghiêm đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định, nhất là yêu cầu thực hiện thông điệp 5K kiên quyết dừng tổ chức các lễ hội tập trung đông người không cần thiết các hoạt động tại các khu vực công cộng các cơ sở vui chơi giải trí và các địa điểm du lịch địa điểm tâm linh và tăng cường kiểm tra kiểm soát không cho tụ tập đông người tại các địa điểm này